Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thế Tầm YouTube. Trong video ngày hôm nay, Thế Tầm sẽ hướng dẫn đến các bạn một cái app đọc báo chơi game kiếm tiền rất là hay. Chỉ cần các bạn có thời gian rảnh rỗi nhiều thôi, mỗi ngày các bạn có thể kiếm vài trăm ngàn cho tới vài triệu đồng là chuyện rất là bình thường. Và đặc biệt là các bạn có thể rút tiền về ví điện tử Momo nè, các bạn có thể nạp tiền điện thoại nè, hoặc là các bạn cũng có thể rút về cái tài khoản ngân hàng của mình. Rất là đơn giản và dễ dàng. Cái ứng dụng này phù hợp với những bạn học sinh nè, hoặc là đối với những người mà có thời gian rảnh rỗi nhiều muốn kiếm thêm thu nhập. Đó. Ok, và bây giờ không để các bạn phải chờ lâu, nếu như các bạn muốn biết cách thức kiếm tiền như thế nào thì ngay bây giờ đây các bạn hãy cùng theo dõi thật kỹ và làm theo Thế Tầm nhé. Now. Bây giờ Thế Tâm sẽ hướng dẫn các bạn từng bước nha. Ở bước đầu tiên là các bạn cần tải cái ứng dụng về. Đó, khi các bạn đang xem video hướng dẫn của Thế Tâm nè, thì các bạn sẽ nhấp vào cái phần bình luận nè. Đó, thì các bạn sẽ thấy được cái đường link mà Thế Tâm để ở dưới đây. Các bạn sẽ nhấp vào cái đường link này để các bạn tải cái ứng dụng về nha. Đó, nhấp vào. Các bạn xài máy Android hay là iPhone gì cũng tải được hết. Đó, các bạn sẽ nhấp vào, tải về, nhận ngay. Đó, sau đó nó sẽ ra cái ứng dụng như thế này, các bạn cứ cài đặt như bình thường thôi. Và sau khi các bạn cài đặt xong, chúng ta sẽ có được một cái ứng dụng như thế này. Bây giờ các bạn sẽ mở nó lên. Và bây giờ các bạn sẽ nhấp vào, đăng nhập. Cái ứng dụng này nó chỉ cho phép các bạn đăng nhập bằng tài khoản Facebook thôi. Đó, các bạn sẽ đánh dấu vào tôi đồng ý nè. Xong các bạn sẽ nhấp vào đây. Thì nó sẽ hiện ra cái tài khoản Facebook trong máy của chúng ta nè. Các bạn không nên dùng cái tài khoản Facebook chính của mình, các bạn dùng cái tài khoản Facebook mới đi. Đó, để các bạn đăng nhập. Rồi bây giờ các bạn sẽ nhấp vào, tiếp tục. Đó, thì khi các bạn mới đăng nhập thành công thì các bạn sẽ nhận ngay 50.000 điểm nè. Các bạn phải tải cái ứng dụng theo cái đường link Thế Tâm để thì các bạn mới nhận được 50.000 điểm nha. Chứ các bạn tự ý lên cửa hàng CH Play hoặc là App Store các bạn tải là các bạn sẽ không có điểm. Đó, các bạn nhớ nha. Và bây giờ Thế Tâm sẽ hướng dẫn các bạn cái cách kiếm điểm nè, nó rất là đơn giản. Bây giờ các bạn sẽ nhấp vào cái mục đầu tiên ở dưới này. Thì để kiếm được điểm thì các bạn có thể đọc báo nè. Đó, ở đây nó có rất là nhiều tin tức nè. Các bạn có thể chọn cái tin tức nào phù hợp để các bạn đọc. Đó, ví dụ Thế Tâm nhấp vào cái tin này đi. Các bạn chú ý ở dưới đây nó có một cái thanh điểm nè. Khi các bạn đọc báo thì cái thanh điểm này nó sẽ chạy. Khi nào nó chạy đầy cái thanh điểm này thì các bạn sẽ nhận được điểm. Đó, bây giờ các bạn sẽ lướt xuống các bạn đọc nè. Đó, thì các bạn sẽ thấy cái thanh điểm nó chạy nè. Đó, các bạn cứ đọc thôi. Đó, khi nào nó ra cái thỏi vàng như thế này, các bạn sẽ nhấp vào. Đó, chúng ta vừa nhận được 624 điểm. Các bạn đọc càng lâu thì cái điểm nó càng cao. Đó, và nếu như các bạn xem thêm video thì các bạn sẽ nhận thêm 693 điểm nè. Bây giờ các bạn nhấp vào đây để các bạn xem video nè. Đó, thì video nó có khoảng 40 giây, khi các bạn xem hết video thì các bạn sẽ nhận được điểm. Đó, chúng ta vừa nhận được 693 điểm. Và cứ như vậy các bạn cứ đọc báo và xem video thôi. Và ngoài đọc báo xem video để kiếm xu thì chúng ta còn rất là nhiều cách để kiếm xu. Bây giờ Thế Tâm sẽ hướng dẫn các bạn. Bây giờ các bạn sẽ nhấp vào cái phần ở dưới này. Các bạn có thể kiếm điểm bằng cách là các bạn điểm danh mỗi ngày. Đó, các bạn sẽ nhấp vào cái chữ điểm danh nè. Đó, các bạn vừa nhận được 10.000 điểm. Bây giờ tiếp tục các bạn xem video quảng cáo, các bạn sẽ nhận thêm 2.000 điểm. Đó, cái ứng dụng này kiếm điểm nó rất là dễ dàng. Đó, chúng ta vừa nhận thêm được 2.000 điểm nữa. Nếu các bạn muốn nhận thêm điểm nữa thì các bạn cứ xem video tiếp. Ok. Ngoài ra các bạn còn có thể kiếm điểm bằng cách là các bạn làm nhiệm vụ mỗi ngày. Đó, các bạn sẽ kéo xuống. Đó, mỗi ngày các bạn đọc một bài viết là các bạn hoàn thành một cái nhiệm vụ nè. Nhận 10.000 điểm. Bây giờ các bạn sẽ nhấp vào chữ nhận nè. Đó, nhận 10.000 điểm liền. Rất là dễ dàng. Các bạn trả lời câu hỏi nè, các bạn sẽ nhận được 50.000 điểm nè. Các bạn chia sẻ qua Facebook nè, các bạn sẽ nhận được 10.000 điểm. Đó, mỗi ngày các bạn đọc 10 bài viết, các bạn sẽ nhận được 30.000 điểm. Và đặc biệt là các bạn điền mã giới thiệu, các bạn sẽ nhận thêm 50.000 điểm. Bây giờ Thế Tâm sẽ hướng dẫn các bạn điền mã giới thiệu để các bạn nhận thêm 50.000 điểm nữa. Các bạn sẽ nhấp vào cái chữ Go nè. Và các bạn sẽ nhập cái mã giới thiệu như thế này. SS8KA số 1.
Các bạn nhập đúng y gan như vậy, xong các bạn nhấn vào gửi. Đó, bây giờ các bạn sẽ nhấp vào chữ nhận nè. Có nghĩa là khi các bạn tải ứng dụng theo cái đường link Thế Tâm để thì các bạn sẽ nhận được 50.000 điểm. Và tiếp theo các bạn sẽ nhập đúng cái mã mời thì các bạn sẽ nhận thêm 50.000 điểm nữa. Đó, tổng cộng là 100.000 điểm. Rất là dễ dàng. Đó, tiếp tục ở dưới còn rất là nhiều nhiệm vụ nè. Cái nhiệm vụ nào mà nó để chữ nhận là các bạn đã hoàn thành rồi. Đó, các bạn chỉ cần nhấp vào chữ nhận thôi. Kiếm điểm rất là dễ dàng. Kéo xuống. Đây là nhiệm vụ kiếm 5 triệu điểm luôn nè. Các bạn sẽ nhấp vào Go. Ở cái nhiệm vụ này thì các bạn có thể chơi game để các bạn kiếm điểm. Rất là phù hợp với những bạn nào mà yêu thích chơi game. Đó. Với mỗi trò chơi là các bạn được tới mấy triệu điểm luôn nè. Cái trò chơi này được tới 4,7 triệu điểm nè. Chiến cơ vũ trụ các bạn được 19 triệu điểm luôn. Đó, ví dụ các bạn muốn chơi trò nào thì các bạn chỉ việc nhấp vào. Đó, để nhận được tổng cái số điểm này thì bắt buộc các bạn phải hoàn thành 11 móc. Đó, nó có để những cái móc cụ thể cho chúng ta nè. Ở bước đầu tiên các bạn đăng ký xong các bạn sẽ nhận được 45.000 điểm nè. Bước thứ hai các bạn chơi game, các bạn kiếm lì xì, các bạn sẽ nhận được 90.000 điểm nè. Bước 3, bước 4, bước 5. Khi các bạn hoàn thành đủ 11 bước là bước cuối cùng thì các bạn mới nhận được 19 triệu điểm. Đó. Nếu các bạn chơi thì các bạn chỉ việc nhấp vào tải app là ok. Rất là nhiều trò chơi để các bạn lựa chọn. Và còn một cách kiếm điểm nó rất là đơn giản và dễ dàng là các bạn sẽ mời bạn bè của mình tham gia. Đó, các bạn sẽ kéo lên. Các bạn sẽ nhấp vào cái phần giới thiệu bạn bè nè. Các bạn sẽ kéo xuống. Với một lượt giới thiệu đầu tiên thành công thì các bạn sẽ nhận được 6.923 đồng. Các bạn giới thiệu được người thứ hai, thứ ba thì các bạn sẽ nhận được mỗi người là 4.615 đồng. Đó, các bạn giới thiệu càng nhiều người thì cái số tiền nó càng tăng. Và những người mà các bạn mời được họ phải sử dụng cái app trên 15 ngày. Đó, chứ nếu họ tải ứng dụng về họ xài 1-2 ngày họ xóa app thì các bạn sẽ không nhận được cái số tiền này. Đó, thì để mời được bạn bè nó rất là đơn giản. Các bạn sẽ nhấp vào chữ giới thiệu ngay nè. Và các bạn sẽ chia sẻ cái đường link này cho bạn bè của mình. Đó, các bạn sẽ chia sẻ qua Facebook, Zalo để bạn bè của mình tải về đăng ký là ok. Hoặc là khi bạn bè của các bạn tải cái ứng dụng về và bạn bè của các bạn nhập cái mã giới thiệu của các bạn thì cũng ok luôn. Và sau khi các bạn đọc báo, các bạn chơi game, các bạn làm nhiệm vụ, các bạn kiếm được một cái số xu nhất định thì bây giờ Thế Tâm sẽ hướng dẫn các bạn cái cách rút tiền về. Các bạn sẽ nhấp vào cái số điểm của mình nè. Đó, các bạn nhấp vào đây. Các bạn có thể rút tiền về ví điện tử Momo nè. Đó, rất là nhiều mệnh giá nè. 1.001, 7.006, 38.000, tối đa là 760.000. Đó, ví dụ như các bạn muốn rút cái mệnh giá nào thì các bạn chỉ việc nhấp vào. Ví dụ các bạn muốn rút 38.000. Đó, xong các bạn sẽ nhập cái số điện thoại ví Momo của mình vào đây. Đó, xong các bạn nhấp vào. Đổi quà là tiền nó sẽ về ví Momo ngay. Hoặc là các bạn cũng có thể nạp tiền điện thoại nè. Đó. Các bạn có thể nạp 10.000, 50.000, 100.000, 200.000. Viettel, Mobi, Vina. Đó, các bạn nhập số điện thoại vào và các bạn nhấp vào đổi quà là ok. Và các bạn cũng có thể rút tiền qua cái tài khoản ngân hàng nè. Thế Tâm có một cái tài khoản hôm gài đọc báo chơi game rất là nhiều và kiếm được rất là nhiều xu. Đó, bây giờ Thế Tâm sẽ rút tiền cho các bạn xem. Đó, như các bạn cũng đã thấy hiện tại cái tài khoản này có 48 triệu xu nè. Bây giờ Thế Tâm sẽ rút về cái tài khoản ngân hàng. Có 4 móc để chúng ta rút nè, 111.000, 148.000, 373.000 và 747.000. Với 111.000 thì các bạn sẽ tốn 15 triệu xu. 148.000 là chúng ta sẽ tốn 20 triệu xu. Đó, ví dụ bây giờ Thế Tâm sẽ rút 148.000. Bây giờ các bạn sẽ nhập cái họ tên của mình vào đây. Tiếp theo là các bạn sẽ nhập cái số tài khoản ngân hàng của mình. Đó, xong các bạn sẽ chọn cái ngân hàng mình muốn nhận tiền. Đó, có rất là nhiều ngân hàng nào cũng có hết. Ví dụ Thế Tâm sẽ chọn ngân hàng MB Bank. Đó, rồi xong các bạn sẽ nhấp vào đổi quà. Đó, sau đó các bạn sẽ xác nhận lại thông tin. Các bạn sẽ thấy nó để nè, đổi quà thành công, quà tặng sẽ được gửi đến sau 1 đến 3 ngày làm việc. Đó là tầm từ 1 tới 3 ngày là tiền sẽ về đó. Các bạn sẽ nhấp vào xác nhận. Đổi quà thành công. Như vậy là Thế Tâm vừa hướng dẫn cho các bạn cái cách kiếm tiền nó rất là đơn giản và dễ dàng phải không nào? Còn ngại ngùng gì nữa mà không chịu nhấp vào cái phần bình luận bên dưới để tải về và kiếm tiền ngay thôi nào.
Đừng quên nhấn like video và hãy nhấn đăng ký kênh nếu các bạn chưa đăng ký kênh để đón theo dõi những video hướng dẫn mới nhất của Thế Đầm nhé. Còn bây giờ, Thế Đầm xin nói lời chào thân ái và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào!